Đây là góc làm việc của bạn. Và hôm nay bài đem đến cho bạn một tin vui. À, hôm nay cũng có một đơn của bạn Nam ở Hà Nội nè. Bạn đặt một cái lót chuột theo yêu cầu. Hình trắng đen thôi nhưng mà nhìn khá là đau đớn nha. Quên về chủ đề chính đi. Như các bạn biết thì bay bị cấm nhập kiếm. Vậy nên ngày nào bay cũng đi năn nỉ hết. Hỏi là nhập được chưa, được chưa, được chưa. À đây, quay lại cho dễ. Đây lần trước nè, đợt này họ bảo là kiếm gì cũng không đi được cả nè. Hải quan họ làm căng quá không đi được đó anh. Thì bay thử hỏi kiếm ánh sáng lắp ráp như vậy nè có đi được không? À, nó cũng thuộc hàng tạp khó đi rồi anh, cũng khó lắm. Chịu thôi chứ biết sao. Họ hứa với ai là khi nào đi được em báo anh liền ạ. Cái xong cái hôm qua nè đó, hôm qua nè. Đây là trang web đơn đặt hàng của bay nè. Đây, trong kho Việt Nam có hai nè. Đơn này đơn kiếm phải đặt từ ngày 20 tháng 6 tới giờ nè. À, nó bị kẹt ở Trung Quốc, không có về được. Đây vừa nhập kho Trung Quốc, chờ xuất về ngày 2 tháng 7 là cả tháng rồi. Tự nhiên ngày 25 tháng 7 đó các bạn, kiện hàng đã đến kho Việt Nam và bay kiểm tra thấy. Mới kiếm blitz này đã về nè. Và bay lập tức hỏi liền, mình thấy đơn lần trước còn đơn chưa qua biên giới cho thấy kho rồi, hàng đi được chưa bạn? Ở vẫn trả lời mình là khó nè, mãi mới qua được. Anh mà đặt dự kiến nó vẫn lâu như thế à? Lâu thì vấn đề gì đâu. Chỉ sợ là bệnh viện không qua được chứ 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng bay vẫn chờ được. Vâng, kiểu không báo trước thời gian, nếu muốn đặt thì bên em vẫn nhận đơn. Lâu một chút thì ăn thua gì vì hàng tháng bay vẫn phải trả tiền thuê shop, đóng thuế đồ các kiểu tùm lum tà la hết. Và nên rốt cuộc bay đã được chấp nhận lên đơn. Và bay đã đặt một lô kim ánh sáng về, hy vọng là nó sẽ về sớm thay vì chờ 3 tháng nửa năm. Và cuối cùng bay đã lên đơn hôm qua là lô kim ánh sáng mới. Chứ cái lượng kiếm gỗ của bay đã hụt đi 2/3 kể từ ngày phần bao hết hàng rồi. Nếu không có hàng bán thì bay lấy gì trả tiền cho cái chuỗi shop của bay với hàng đóng nhân viên rồi chi phí tùm lum hết. 1% cơ hội thì bay vẫn chờ được.